thay nhau nuôi cha mẹ. Vào Triều Thanh, tại huyện Sùng Minh, tỉnh Giang Tô, có người họ Ngô sinh được bốn đứa con trai. Vì gia đình quá nghèo khổ, không đủ sức nuôi dưỡng, nên đành phải cho đi làm tôi tớ cho một người nhà giàu. Mặc dù vậy, nhờ siêng năng cần mẫn, nên khi lớn lên, thì cả bốn người con trai ấy đều dần dần thoát khỏi cảnh tôi tớ và tự lập thân mình sau khi cưới vợ họ xây dựng được một căn nhà lớn và cả đại gia đình cùng chung sống lúc đầu họ bàn nhau rằng bốn anh em phải thay phiên nhau phụng dưỡng cha mẹ mỗi người lo trong một tháng nhưng có một người con dâu lại nói nếu mỗi gia đình phụng dưỡng trong một tháng hóa ra phải chờ đến ba tháng sau mới lại có cơ hội hầu hạ phụng dưỡng cha mẹ như vậy tình cảm đối với cha mẹ chẳng phải sẽ phát sinh khoảng cách hay sao chi bằng mỗi người chỉ lo phụng dưỡng trong một ngày sẽ tốt hơn nhưng rồi những người con dâu khác cũng không chịu một người nói nếu mỗi người phụng dưỡng một ngày như vậy cũng phải đến ba ngày sau mới đến lượt mình cũng là quá lâu thôi thì mỗi người hãy phụng dưỡng cha mẹ trong một bữa mà thôi và tất cả mọi người đồng ý thỏa thuận với nhau từ đó về sau cứ mỗi người lo việc phụng dưỡng chu đáo cho cha mẹ một bữa ăn trong ngày sau đó đến người khác cứ luân phiên như vậy thật là kỳ thú cái vòng xoay luân phiên phụng dưỡng cha mẹ như thế kéo dài qua nhiều năm mà vẫn trước sau như một không có ai trong bọn họ tỏ ra chán nản hay mệt mỏi cho đến khi ngô lão ông đã được 99 tuổi, lão bà cũng đã 97 tuổi, con trai trưởng 77 tuổi, con trai thứ 76 tuổi, còn con trai thứ ba và thứ tư cũng đều bạc tóc, mà cả đại gia đình họ vẫn sống chung êm ấm, hòa thuận. Gia đình họ ngô này cả năm thế hệ cùng sống chung dưới một mái nhà cháu chắc đông đúc cả thảy đến hơn hai mươi người thật là hiếm có trên đời đó đều là do nơi lòng hiếu thuận của những người con và dâu của ngô lão tất cả đều đồng lòng lo việc đáp đền công ơn cha mẹ thật đáng kính phục lắm thay rất đáng làm tấm gương sáng để mọi người cùng noi theo hiếu thuận thoát nạn xét đánh ngô nhị là một người dân nghèo ở huyện lâm xuyên tỉnh giang tây hầu hạ chăm sóc mẹ già hết sức hiếu thuận luôn cố gắng làm cho mẹ được vui lòng một hôm có thầy tướng số đi ngang qua nhà chăm chú nhìn ông hồi lâu rồi nói Cứ theo sát khí hiện thấy Thì đúng giờ ngọ ngày mai Ông sẽ bị xét đánh chết Ngô nhị nghe như vậy Thì vô cùng hốt hoảng Tuy ông không hề sợ chết Nhưng lại sợ không có ai chăm sóc Hầu hạ mẹ già Liền theo khẩn khoản gian sinh thầy tướng số Chỉ cho một phương cách cứu nạn thầy tướng lắc đầu nói ta cũng chỉ là thấy sao nói vậy chuyện nghiệp duyên nhân quả của mỗi người đều tự làm tự chịu ta cũng không có cách nào hóa giải được nói rồi dứt áo đi thẳng ngô nhị lại nghĩ nếu mình bị xét đánh chắc chắn sẽ làm cho mẹ kinh hãi vì thế sáng hôm sau ông chuẩn bị thức ăn điểm tâm cho mẹ xong liền thưa với mẹ thưa mẹ hôm nay con có chút việc phải ra ngoài xin mẹ hãy qua ở tạm bên nhà của hàng xóm nhưng người mẹ không chịu đi lại khăng khăng muốn giữ ông ở nhà ông còn đang bận bịu chưa dứt ra đi thì bỗng thấy mây đen kéo đến che kín cả bầu trời sấm sét nổi lên ầm ầm chớp nhán trực trời Ngô Nhị càng thêm lo lắng sợ nếu mình ở đây thì sét đánh xuống sẽ làm cho mẹ kinh hãi vội chàng đóng chặt cửa lại rồi chạy thẳng ra ngoài đồng ngồi đó chờ sét đánh không ngờ chỉ trong chốc lát mây tan mưa tạnh bầu trời lại trong sáng trở lại ngô nhị vẫn không bị xét đánh bình an trở về nhà hôm sau thầy tướng số đi ngang nhà nhìn thấy ngô nhị thì kinh hãi nói ông làm sao có thể thoát được đại nạn đó vậy ngô nhị trả lời không biết rồi kể lại cho thầy tướng số nghe tường tận mọi việc. Thầy gật đầu nói, Ta đã rõ rồi, đó là lòng hiếu thảo của ông cảm động thấu trời xanh, nên mới trải qua đại nạn không chết. Từ đó về sau, Ngô nhị càng hết lòng hiếu kính với mẹ già, sớm diền trông thấy không ai là không kính phục đổi tuổi thọ cho cha hoàng đạo hiền được tôn xưng là một người con chí hiếu vào triều nguyên từ nhỏ ông đã bất hạnh mất mẹ bao nhiêu nỗi nhọc nhằn gian lao đều do một tay cha ông lo liệu nuôi dưỡng dạy dỗ ông nên người cảm nhận được công ơn sâu nặng của cha Hoàng Đạo Hiền luôn hết lòng chăm lo, săn sóc phụ thân. Mỗi ngày hai buổi sáng tối, đều thành khẩn hỏi thăm xem cha có được khỏe mạnh không, ăn ngủ có ngon không. Xưa nay, chưa một ngày sao nhãn. Một năm nọ, người cha mắc phải một chứng bệnh trầm kha, đã mời khắp các danh y đến chữa trị, xong bệnh tình vẫn không thuyên giảm ngày càng trầm trọng hơn đến nỗi thần thức hôn mê nằm liệt trên giường tất cả danh y đều đã bó tay đầu hàng hoàng đạo hiền thấy bệnh tình của phụ thân rất nguy cấp ngày đêm buồn rầu lo lắng quên ăn mất ngủ bấy giờ ông không còn biết làm sao được nữa bèn thắp hương khấn nguyện giữa đất trời. Xin đổi 12 năm tuổi thọ của chính mình để tăng thêm tuổi thọ cho cha. Quả thật là tâm thành tất ứng. Ông thành tâm cầu nguyện như vậy suốt mấy ngày đêm. Thần thức của cha ông liền dần dần tỉnh lại, bệnh tật cũng lui dần. Rất nhiều danh y thấy người cha của Hoàng Đạo Hiền không dùng thuốc nữa mà lại dần dần bình phục, đều ngạc nhiên cho là kỳ tích. Sau cơn bệnh ngặt nghèo ấy, quả nhiên cha ông sống thêm được đúng 12 năm nữa rồi mới qua đời. Còn Hoàng Đạo Hiền tuy tự nguyện xin đổi tuổi thọ cho cha, nhưng ngược lại vẫn sống rất thọ hơn nữa lại có một cuộc sống giàu sang sung túc đến lúc lâm chung thân không bệnh khổ an nhiên lìa trần trích dạng thiện chi nguyên nàng dâu hiếu thảo mẹ chồng triều tống có một người phụ nữ hiền lương là trần thị năm hai mươi tuổi xuất giá về nhà chồng sống một cuộc sống hết sức vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Ngờ đâu, chưa được một tháng sau, người chồng đã phải sung vào quân ngũ, lên đường ra trận. Tình cảnh, vợ chồng vừa mới cưới, đã ly biệt, thật buồn rầu, ủ rũ biết giường nào. Trước lúc chia tay, người chồng ân cần, nắm tay vợ nói, sau khi ta đi rồi, nhờ nàng ở nhà chăm sóc phụng dưỡng mẹ già thay ta." Trần Thị cũng cố tỏ ra cứng rắn, ôn tồn an ủi chồng, hứa là sẽ hết lòng chăm sóc nuôi dưỡng mẹ già. Sau đó không bao lâu thì nhận được hung tin, người chồng không may tử trận. Trần Thị đau buồn khôn xiết kể Những muốn quyên sinh theo chồng Nhưng vẫn phải gắn cường sống Để còn lo chăm sóc nuôi dưỡng mẹ chồng Người cha của Trần Thị Thấy con cái mình tuổi mới đôi mươi Đã rơi vào cảnh quá bụa Liền hết lời khuyên nàng Nên tính chuyện tái giá Xong Trần Thị kiên quyết nói với cha thưa cha, con biết cha khuyên như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Nhưng chồng con tuy đã bỏ mình, nhưng mẹ chồng còn đó không người chăm sóc. Nay nếu con bỏ mẹ mà đi lấy chồng khác, đã không dạng tình nghĩa với chồng, lại không tròn chữ hiếu với mẹ chồng. Như vậy, chẳng phải là để tiếng xấu cho cả gia đình mình đó sao xin cha cho phép con thủ tiết thờ chồng hết lòng nuôi dưỡng chăm lo cho mẹ cha nàng thấy ý con gái đã quyết nên cũng thôi không khuyên con tái giá nữa từ đó về sau trần thị siêng năng làm việc may thuê giá mướn kiếm được chút tiền nào đều dành dụm lo cho mẹ chồng trải qua nhiều năm như thế trước sau vẫn không một chút lười biếng mệt mỏi đến khi mẹ chồng qua đời cô còn lo việc chôn cất ma chay đàng hoàng tươm tất lòng chung thủy với chồng và tấm gương hiếu thảo của người con dâu trần thị đã khiến rất nhiều người cảm động và kính phục hoàng đế đương thời biết chuyện liền ban thưởng cho rất nhiều tiền bạc và phong tặng danh hiệu là người con dâu hiếu thảo trích nữ phạm con hiếu xả thân cứu cha hứa thản được mọi người tôn xưng là một người con chí hiếu vào đời đường câu chuyện về ông là một câu chuyện có thật nhưng hết sức ly kỳ và khó tin. Năm hứa thản vừa lên mười, một hôm theo cha lên núi hái thuốc. Đi được nửa đường, bỗng có một con báo từ trong lùm cây phóng ra, há miệng đỏ như chậu máu, dồ bắt lấy người cha. Trước tình huống hết sức nguy cấp đó, tuy hứa thản chỉ là một đứa trẻ, nhưng lại hết sức bình tĩnh không chút sợ hãi. Vừa lớn tiếng kêu cứu, vừa cúi xuống nhặt ngay một khúc cây dài, rồi xăm xăm chạy tới đuổi đánh con báo. Thật là kỳ lạ, không biết vì con báo kia bất ngờ trước sự tấn công của cậu bé, hay vì nó khiếp sợ trước lòng dũng cảm của cậu. Nhưng sự thật là nó lập tức trùng bước lại rồi quay đầu chạy thẳng mất dạng vào núi. Cha con hứa thản vừa thoát khỏi nanh vuốt thú dữ trong gan tất. Lập tức ba chân bốn cẳng chạy bay về làng, bỏ cả việc hái thuốc. Câu chuyện này sau đó được lan truyền đi khắp nơi. Ai nghe cũng lấy làm tháng phục, lòng dũng cảm của một cậu bé lên mười đã dám liều thân cứu cha, đuổi được thú dữ. Không bao lâu, câu chuyện đến tay vua đường Thái Tông. Nhà vua tỏ ra hết sức ngạc nhiên, liền nói với triều thần. Hứa thản chỉ là một đứa trẻ lên mười, lại dám xả thân cứu cha, đuổi được mảnh thú. Lòng hiếu như thế, thật khiến cho người khác phải cảm động nên ban thưởng thật nhiều để nêu cương tốt cho mọi người liền hạ lệnh ban thưởng rất nhiều cho gia đình hứa thản về sau nhà vua lại phong cho hứa thản làm quan văn lâm lan. cả nhà cùng hưởng dinh hoa phú quý trích lịch sử cảm ứng thống ký hiếu dưỡng mẹ sinh con trai quý thôi miệng từ nhỏ đã hết sức hiếu thuận. Cha ông qua đời từ khi ông còn tấm bé. Mẹ ông vì quá đau lòng, khóc lóc đến nỗi mù cả hai mắt. Thôi miệng bán cả ruộng giường, đi khắp nơi tìm thầy hay thuốc tốt về chữa trị cho mẹ. Nhưng các danh y được mời đến đều lắc đầu bó tay không chữa được từ khi mẹ trở nên mù lòa mỗi ngày thôi miệng đều lo việc phụng dưỡng hết lòng chí thành cung kính chăm lo tất cả mọi vấn đề sinh hoạt hàng ngày của mẹ lúc nào cũng nghiêm cẩn hết mực không bao giờ thay đổi từ những thứ như y phục đồ ăn thức uống và tất cả mọi nhu cầu cần thiết trong đời sống hàng ngày của mẹ. Thôi miệng đều tùy theo thời tiết trong năm mà thay đổi sao cho thích hợp. Lúc nào cũng làm cho mẹ được cảm thấy vui vẻ, thoải mái, không thiếu thốn thứ gì. Những ngày thời tiết tốt đẹp, thôi miệng dìu mẹ ra ngoài, đi dạo hóng mát, hít thở không khí trong lành của đất trời tận hưởng những làn gió mát thoang thoảng chút hương thơm của mạ non tuy hai mắt của mẫu thân đã mù không thể thưởng thức phong cảnh đẹp như tranh của làng quê yên bình nhưng thôi miệng thường đi cạnh bên miêu tả cảnh vật bên ngoài cho mẹ nghe làm cho mẹ ông cũng có cảm giác như đang tận mắt thưởng thức mỗi ngày trước khi đi ngủ thôi miệng luôn dành thời gian kể cho mẹ nghe những việc xảy ra trong ngày để bà không có cảm giác cách biệt với mọi sinh hoạt xã hội về sau thôi miệng làm quan ngày càng thăng tiến song lúc nào cũng vẫn giữ một mực cung kính đối với mẹ già luôn tự mình chăm sóc, phục dịch mọi sinh hoạt hàng ngày, chứ không bao giờ để cho gia nhân làm thay. Ngoài ra, ông còn tự tay trồng rất nhiều loại cây ăn trái trong giường nhà mình như đào, mận, quýt. Do đó mà suốt bốn mùa trong năm, lúc nào cũng có trái cây tươi ngon ngọt để dâng lên mẹ sau khi mẹ già trăm tuổi thôi miệng lại phát tâm ăn chay trường tụng kinh niệm phật hồi hướng phước lành cầu cho mẫu thân được giảng sanh về tịnh độ bởi suốt một đời thôi miệng luôn nêu cao tấm gương hiếu hạnh nên con cháu của ông cũng đều rèn luyện được nhân cách hơn người thôi miệng làm quan đến chức trung thư thị lan con trai được phong làm hữu phủ là một trong những danh tướng thời bấy giờ trích đức dục cổ giám xin ăn nuôi cha mẹ dương hiếu tử người làng du kiều huyện võ tiến tỉnh giang tô cảnh nhà hết sức nghèo khổ cha mẹ lại ốm yếu thường xuyên bệnh tật quanh năm lúc nào cũng cần đến thuốc thang. Vì thế, ngoài việc lo cơm cháo còn phải chi tiêu rất nhiều cho việc khám bệnh và mua thuốc men. Trong hoàn cảnh khó khăn như thế, lại gặp lúc thời cuộc biến loạn, muốn đi làm thuê cũng chẳng ai thuê. Dương Hiếu Tử không biết làm sao để lo chu toàn cho cuộc sống của cha mẹ dạng bất đắc dĩ chỉ còn cách chịu nhục đi xin ăn để về nuôi cha mẹ mà thôi mỗi ngày xin được bao nhiêu thức ăn chàng dương đều mang cả về để cha mẹ dùng trước nếu thấy cha mẹ vẫn còn chưa no cho dù bản thân đói đến hoa mắt đi chăng nữa cũng không dám ăn luôn chờ đến khi nào cha mẹ ăn no xong nếu còn dư thừa thì ăn nếu không còn thì vẫn vui vẻ uống nước qua bữa hái rau dại cầm hơi không bao giờ để lộ cho cha mẹ biết mình đói thiếu hôm nào được chút thức ăn ngon dù chưa đến bữa cũng chạy bay về dâng lên cho cha mẹ dùng ngay nhưng dương hiếu tử không chỉ lo việc phụng dưỡng cha mẹ bằng miếng ăn thức uống dù trong hoàn cảnh khốn cùng phải sống nhờ sự bố thí của mọi người ông vẫn luôn quan tâm đến việc làm cho cha mẹ vui lòng mỗi ngày khi về nhà ông đều tìm những chuyện vui để kể cho cha mẹ nghe lại tự mình học lấy những trò ca múa chốn dân gian thỉnh thoảng lại vừa hát vừa nhảy múa để làm trò tiêu khiển cho cha mẹ dương hiếu tử đi xin về nuôi cha mẹ theo cách ấy đến hơn mười mấy năm trời mọi người trong làng đều khuyên ông đi xa lập nghiệp gửi tiền về nuôi cha mẹ không phải sống quá khổ nhục tội tàn như thế? Dương Hiếu Tử cười đáp. Quả thật, nếu tôi đi xa làm ăn, thì có thể kiếm được tiền. Nhưng vì cha mẹ tôi rày đau mai yếu, nếu không có tôi bên cạnh, thì biết lấy ai chăm sóc hầu hạ. Mọi người nghe ông nói như vậy đều cảm động, cho rằng Ông đúng là một người con hiếu thảo, xưa nay ít có. Trích Đức Dục Cổ Giám Con hiếu không dối cha Cố Hùng là người rất hiếu thuận. Ông là con trưởng trong nhà, còn có hai người em hãy còn nhỏ dại. Người cha rất mực thương yêu các con Nhưng cảnh nhà không được dư giả Nên lúc nào cũng thiếu trước hụt sau Cố Hùng đi dạy học ở xa Nhận được tiền lương Chỉ giữ lại vừa đủ chi tiêu cần yếu Còn bao nhiêu gửi cả về cho cha Để lo cho gia đình nuôi dưỡng các em Mùa xuân năm canh tí cố hùng nhận lời mời đến nhà bà họ trương làm gia sư ngày mới đến dậy bà trương biết cố hùng là con nhà nghèo việc chi tiêu cá nhân thường eo hẹp liền trả đủ tiền lương trọn một năm đồng thời bảo ông số tiền hôm nay tôi đưa cho thầy chắc chắn cha thầy không biết đến ở đây có người vừa trao bán một trụng lúa non. Vậy thầy hãy dùng số tiền này mà mua. Đến mùa thu hoạch, có thể kiếm được số tiền lời cũng kha khá. Như vậy thì tiền lương thầy vẫn gửi đủ về nhà, mà cũng có thêm được một số tiền để chi dụng. Cố Hùng hết lời cảm ơn ý tốt của bà Trương. Xong ông nghiêm nghị đáp Tôi không thể làm như thế Cha tôi vẫn còn đó Dù việc lớn hay nhỏ Đều phải do ý cha tôi quyết định Tôi nay tuy đã lớn khôn Ra ngoài kiếm sống Nhưng vẫn không dám vượt quyền cha Tiền kiếm được Xin gửi trọn về nhà Tùy ý cha tôi định liệu Cho dù làm theo lời bà có kiếm được thêm tiền. Nhưng giấu giếm cha tôi là chuyện tôi không thể làm. Thế là sau khi nhận đủ tiền lương cả năm, Cố Hùng liền gửi trọn hết về cho cha. Do Cố Hùng tự mình nêu gương hiếu thuận, nên con cái ông về sau đều có phẩm hạnh tốt. Con trai ông là Tế Minh, thi đậu tiến sĩ từ khi còn trẻ, làm quan đến chức hàng lâm học sĩ. Trích Đức Dục Cổ Giám Chu Thọ Sương hết lòng tìm mẹ Chu Thọ Sương Triều Tống là con của quan hình bộ Thị Lan Chu Tốn. Mẹ ông là Lưu Thị, xuất thân thấp hèn. Năm Thọ Sương lên bảy tuổi cha mẹ chia tay nhau không còn sống chung về sau mẹ ông tái giá rồi theo chồng biệt vô âm tính sau khi thọ xương lớn lên thường luôn nhớ nghĩ đến mẹ song không còn chút manh mối nào để có thể biết được hiện giờ mẹ đang lưu lạc nơi đâu ông vì thương nhớ mẹ mà trong lòng không lúc nào nguôi được nỗi buồn. Cuối cùng, ông quyết định từ quan, nhất định lên đường tìm gặp cho được mẹ. Ông trải qua dạng dặm đường đời, nếm đủ trăm cây nghìn đắng, lưu lạc khắp nơi nhưng vẫn chưa đạt được ý nguyện. Mỗi khi dò la được chút tin tức gì, ở nơi đâu, dù rất mơ hồ, ông cũng lập tức băng đèo lội suối tìm đến tận nơi hy vọng tìm gặp lại được người đã mang nặng đẻ đau ra mình sự tìm kiếm của chu thọ xương quả thật chẳng khác nào mò kim đáy bể thời gian trôi qua đã xóa hết đi mọi dấu chết mong manh mà mẹ ông để lại những lần dọ hỏi tìm tòi của ông phần lớn chỉ nhận được những cái lắc đầu ngơ ngác và những câu trả lời không manh mối. Dù vậy, ông vẫn nuôi hy vọng sẽ gặp lại được mẹ Hiền, vẫn không mỏi mệt đêm ngày tìm kiếm khắp nơi. Chu Thọ Sương vốn từ nhỏ đã tin theo Phật giáo, thường đến chùa lễ Phật, cúng dường tam bảo cứu giúp người nghèo khó. Trên đường gian nan tìm mẹ, ông càng vững lòng tin hơn nữa, lúc nào cũng cầu nguyện chư Phật gia hộ cho việc tìm mẹ của mình sớm được kết quả. Hơn thế nữa, ông còn phát nguyện tự mình sao chép trọn bộ Thủy sám thành rất nhiều bản, truyền rộng ra khắp nơi để làm lợi ích cho nhiều người. Bản thân ông cũng thường trì tụng không mệt mỏi và luôn để tâm tự xét những lỗi lầm của mình để sám hối và tu dưỡng. Quả nhiên, sự quyết tâm và những nỗ lực của Chu Thọ Sương cuối cùng rồi cũng được đền đáp. Một hôm, ông phiêu bạc đến dùng đồng châu thuộc tỉnh thiểm tây hết sức tình cờ gặp lại được mẹ tuy tóc bà đã bạc trắng khuôn mặt khô gầy thay đổi rất nhiều qua thời gian nhưng ông vẫn còn nhớ rõ như in và lập tức nhận ra ngay khi nhìn thấy bà đang chậm rãi bước đi trên đường kể cũng lạ lúc bà ra đi thì Thọ xương chỉ là đứa bé 7 tuổi. Hôm nay đã lớn khôn trưởng thành. Trải qua hơn 20 năm dài, thế mà hình dáng của mẹ vẫn được ông ghi khắc kỹ trong lòng. Vừa thoáng nhìn là đã nhận ra được ngay. Nhưng mẹ ông thì không tài nào nhận biết được ông. Ông dội vàng chạy đến gọi mẹ vẫn thiết tha như ngày còn bé mẹ ơi mẹ ơi con là thọ xương con của mẹ đây bà mẹ đứng sững lại ngẩn người kinh ngạc trời ơi thật là con của mẹ đó sao làm sao con biết mẹ ở nơi này mà tìm đến hai mẹ con đã hai mươi mấy năm không gặp ôm nhau òa khóc trên đường. Quả thật là mừng rơi nước mắt. Rồi bà mẹ khóc nức nở, hỏi han việc những năm qua con sống thế nào. Thọ xương đem việc lang thang khắp nơi tìm mẹ kể lại, khiến bà không khỏi ngậm ngùi rơi nước mắt. Thế là chu thọ xương liền rước mẹ về nhà, hết lòng hiếu dưỡng, từ đó, ông mới nhận làm chức quan tư nông thiếu khanh. Ngoài việc triều chính ra, thì dành hết thời gian để chăm sóc, phụng dưỡng mẹ già, dốc lòng hiếu thuận. Không bao lâu, câu chuyện tìm mẹ của Chu Thọ Sương đã trở thành một giai thoại được truyền đi khắp nơi. Ai nghe thấy cũng hết lòng ngưỡng mộ, kính phục. Trích mộng khê bút đàm. Tu thân và giúp người để báo ân. Lâm Thừa Mỹ, người Phúc Kiến, từ nhỏ đã sớm mồ côi cha. Mẹ ông phải hết sức gian khổ mới nuôi dưỡng dạy dỗ ông được nên người. Ngờ đâu, đến lúc ông công thành danh toại, thì mẹ hiền cũng sớm lìa trần khiến ông không khỏi buồn đau thương tiếc lâm thừa mỹ ngày đêm nghĩ nhớ đến ơn sâu của cha mẹ chẳng biết làm sao đáp đền vì thế mà ngày đêm khóc thương rơi lệ một hôm tình cờ gặp được một vị thiền sư biết được nỗi khổ tâm của ông liền khuyên rằng người con hiếu nghĩ nhớ đến ơn sâu của cha mẹ phải nghĩ cách báo đáp nếu chỉ khóc thương thì cũng chẳng ích gì nay ông cần biết việc báo đáp công ơn cha mẹ phải làm như thế nào người xưa có dạy làm điều lành mẹ cha được phần lợi ích làm điều ác mẹ cha phải chịu tổn hại nếu ông muốn báo đáp ơn sâu của cha mẹ thì chỉ có một cách duy nhất là tu hành giới sát chấm dứt những khổ đau do sự giết hại gây ra đồng thời phát tâm mua rất nhiều vật mạng về phóng sinh hồi hướng mọi công đức về cho cha mẹ đây chính là phương cách báo hiếu cao cả và chân chính hơn hết lâm thừa mỹ nghe qua lời dạy của vị thiền sư hết sức mừng rỡ, liền lập tức dân làm theo. Từ đó về sau, phát nguyện ăn chay giới sát, từ bỏ sự giết hại, đồng thời thường xuyên bỏ tiền mua vật mạng về phóng sinh, lại làm rất nhiều việc lành, cứu giúp mọi người. Việc làm của ông nêu lên một tấm gương sáng về hiếu hạnh cho tất cả những người làm con. Cuối đời ông hưởng thọ đến 96 tuổi, tiếng thơm lưu truyền khắp chốn. Trích Âm chất văn Quảng Nghĩa. Hiếu nghĩa thành danh. Vào triều Thanh, tại làng An Phước, quận Quế Dương, có một nho sĩ tên Phan Thanh Quý, nhà nghèo, cha mất sớm, mẹ là Lý thị Hằng ngày vất vả chấp bông kéo giải dành dụm nuôi con ăn học phan thanh quý học hành thông minh sáng suốt lại rất có hiếu với mẹ mỗi khi đi học về chàng đều vội cất sách vở chạy đến bên mẹ thưa rằng mẹ có việc gì để con làm giúp cho lý thị thấy con ngoan ngoãn hiếu thảo như vậy trong lòng rất mừng nhưng bà luôn tự làm hết mọi việc không nỡ sai bảo con muốn con dành trọn thời gian cho việc học hành hàng xóm láng giềng thấy phan thanh quý hiếu thuận ai cũng khen bà lý thị có phước lý thị là người tin sâu phật pháp đã quy y tam bảo từ thuở nhỏ thường lên chùa cúng dường tam bảo hơn nữa bà còn rất thuần thành tin tưởng vào bồ tát quán thế âm thường xuyên trì niệm danh hiệu của ngài hàng tháng cho dù việc chi tiêu trong nhà có vừa đủ hay thiếu thốn bà cũng đều dành ra một số tiền để mua hương đèn hoa quả rồi sai phan thanh quý mang lên chùa hưng duyên ở gần đó dân hương lễ phật phan thanh quý luôn dâng lời mẹ mỗi khi lên chùa đều chí thành lễ phật do được mẹ dạy bảo từ nhỏ như vậy nên chàng trai này cũng hết sức tin sâu phật pháp mỗi một việc làm đều luôn biết suy xét nhân quả thiện ác một hôm phan thanh quý theo lệ thường lên chùa dân hương lễ phật vừa bước ra thì chợt nhìn thấy một tiểu thư trạc tuổi trăng tròn dung nhan xinh đẹp thước tha hiền diệu đang dắt tay một em bé từ cổng chùa đi vào hai người tình cờ gặp nhau không ai bảo ai mà cùng dừng chân nhìn nhau dường như đã có chút nhân duyên từ đời trước khiến cho tuy mới gặp mà cả hai đều thấy trong lòng sao xuyến như đã quen biết nhau tự thuở nào quả thật là tình trong như đã mặt ngoài còn e phan thanh quý đã mấy lần muốn ngỏ lời chào hỏi nhưng còn ngại ngùng, không biết ý nàng thế nào. Còn nàng thì cứ lấy tay dò đầu em, dáng vẻ e lệ, cứ nhóm cót như muốn đi, nhưng lại dần già mãi, vẫn không cất bước. Mãi một lúc sau, chàng mới đánh bạo lên tiếng trước. Tiểu thư, xin phép được cho kẻ thư sinh này thưa hỏi đôi lời. Chẳng hay nàng ở đâu đến chùa này lễ Phật. Sao trước giờ tôi chưa được gặp bao giờ? Cô gái nghe hỏi, e lệ đỏ bừng mặt, cúi đầu thỏ thẻ đáp. Nhà em cũng ở gần đây thôi. Nhưng cha phụ vốn giữ nếp nhà nghiêm cẩn, nên rất ít khi cho phép em ra ngoài. Hôm nay là lần đầu tiên được đến chùa lễ Phật. Thấy nàng vui vẻ trả lời, chàng Phan Thanh Quý trở nên bạo dạng hơn. Bắt đầu lân la trò chuyện. Hai bên gặp nhau chưa bao lâu mà đã tỏ ra thật là tâm đầu ý hiệp, quyến luyến không rời. Chàng Phan trước khi chia tay liền bạo gan dò hỏi chuyện lương duyên. Cô gái bẽn lẽn nói Tuy đã có nhiều nơi đến dạm hỏi Nhưng cha mẹ thiếp chưa hứa gả nơi nào Chàng nghe như vậy thì không giấu được vẻ vui mừng Liền hỏi tiếp Như ta muốn nhờ người đến dạm hỏi Không biết có chút hy vọng nào chăng Cô gái e thẹn cúi đầu im lặng chàng nhân dịp đó liền tiếp tục dò hỏi về gia thế, tên tuổi. Trong ý đã quyết sẽ nhờ người giảm hỏi để kết duyên tần tấn. Nàng chỉ lặng thinh nghe chàng nói. Hai gò má càng lúc càng đỏ rần lên. Cuối cùng nàng mới bọc bạch. Em tên là Tiêu Bích Hà, thân phụ là tiêu nhượng đức nhà ở làng ngọc thanh cha em có người bạn thân tên là châu khuyến thành ở kế bên nhà nếu chàng đến nhờ ông ấy mai mối chắc sẽ có nhiều hy vọng phan thanh quý nghe được lời ấy thì mừng rỡ vô cùng lập tức ghi nhớ kỹ trong lòng nhất định sẽ về thưa với mẹ tiến hành ngay việc giảm hỏi. Hai bên bệnh rịnh hồi lâu, rồi mới chia tay nhau. Chàng quay về nhà, còn nàng dắt em vào chùa lại Phật. Ngờ đâu, ngay sau hôm đó, thì mẹ chàng nhận được tin tức về một người em xa cách, bạc tin đã lâu. Nghe nói, ông đã về nhậm chức tri huyện ở Linh Lăng bà mừng quá liền lập tức sai phan thanh quý lên đường tìm đến linh lăng thăm cậu chàng đi rộng rã suốt cả tháng trời mới đến nơi nào ngờ người cậu ấy đã qua đời cách đó vài tháng bà mợ đã đưa cả gia đình về quê không còn ai ở đó cả lúc ấy phan thanh quý phải lâm vào tình trạng hết sức thảm hại muốn quay về nhà thì tiền bạc lương thực mang theo đều đã cạn còn ở lại thì bơ vơ đất khách quê người không một người quen biết không nơi ăn chốn ở thậm chí cũng chẳng biết phải làm gì để kiếm miếng cơm ăn qua ngày thật khốn đốn thay than ôi, chuyện đời vẫn thường là họa vô đơn chí. Trong khi chàng còn chưa biết tính cách nào để nuôi thân qua ngày tạm thời, chờ đợi kiếm tiền về quê, thì bỗng đâu nghe tin giặc giả nổi lên khắp chốn. Đường về quê cũ, giờ đây không một cách bộ hành nào dám đi qua nữa, vì giặc cướp ngăn trở nhiều nơi thật may khi ấy chàng lại gặp được một người hào trưởng tốt bụng hỏi qua biết chàng là thư sinh liền mời về nhà để dạy học cho mấy đứa con nhỏ ở nhà ông sau đó lại có các nhà hàng xóm cũng mang con đến gửi thế là chẳng mấy chốc đã hình thành một lớp học nhỏ chàng phan thanh quế bất đắc dĩ phải làm một thầy đồ gõ đầu trẻ để sống tạm qua ngày chờ khi thời cuộc tạm yên ổn sẽ lên đường về quê những người trong xóm ấy thấy chàng diện mạo khôi ngô phong thái nho nhã lại rơi vào cơn khốn bách như thế nên ai cũng động lòng thương xót liền bàn nhau cất một ngôi nhà nhỏ vừa làm nơi trú ngụ cho chàng vừa làm trường học để tiện bề dạy dỗ con cháu của họ tuy đã có thể tạm sống yên nhưng chàng vẫn không một phút nào không nghĩ đến mẹ già nơi quê cũ lại nhớ đến mối duyên kỳ ngộ đành phải lỡ làng thì trong lòng sầu muộn khôn nguôi một hôm Phan Thanh Quý đang ngồi buồn nhớ đến mẹ già ở quê nhà. Bỗng nghe ngoài ngõ có tiếng người rao lớn rằng Ai mua lão thì lão bán cho. Nghe tiếng rao kỳ lạ, chàng vội chạy ra ngoài xem thử. Nhìn thấy một bà lão tuổi ngoài 60, gương mặt giống hệt mẹ mình. Chàng mừng quá! liền hỏi bà lão định bán giá bao nhiêu nếu thật lòng mua lão về làm mẹ thì lão theo về không cần tiền bạc thấy lạ phan thanh quý đứng yên nhìn bà dò xét hồi lâu nhưng thấy bà không có trẻ gì là đùa cợt chàng liền nói con vốn đang xa mẹ nếu thật vậy, thì con xin nhận bà về làm mẹ. Từ đó, Phan Thanh Quý chăm sóc phụng dưỡng bà lão như mẹ ruột của mình. Còn bà cũng xem chàng như con đẻ. Bà tuy đã lớn tuổi, nhưng vẫn có sức khỏe lạ thường. Lại siêng năng làm nghề bông giải, đủ kiếm tiền nuôi chàng ăn học cho kịp khoa thi sắp tới chàng thấy bà lão khổ cực không đành lòng muốn đỡ đần cho bà nhưng lần nào cũng bị bà la rầy không cho mặc dù vậy cứ thỉnh thoảng bà lại có những lần đau ốm mỗi lần kéo dài đến năm mười ngày hoặc cả tháng không chừng khiến chàng phải chăm sóc rất vất vả. Xong, chàng vẫn vui vẻ, hết lòng thức khuya dậy sớm, chăm sóc cơm cháo, giặt vũ quần áo cho bà. Không bao giờ lộ vẻ chán nản hay mệt mỏi. Chàng thương yêu, chăm sóc cho bà, không khác chi mẹ ruột của mình. Nhiều lúc, bà cố tình giận dữ, rầy la quát mắng những việc rất vô lý nhưng chàng vẫn vui vẻ nhận chịu chưa bao giờ tỏ ra bực dọc hoặc nhăn mặt châu mày cứ thế mẹ con sống bên nhau được hơn nửa năm một hôm bà lão bảo chàng con đã lớn rồi để mẹ kiếm một nơi thích hợp định chuyện đôi bạn cho con Phan Thanh Quý giật mình dội thưa. Không, không thưa mẹ. Con phiêu bạc đến đây đã gần năm trời. Không biết mẹ ruột con ở nhà thế nào, có được mạnh khỏe, an ổn hay không? Thật không lòng dạ nào nghĩ chuyện cưới vợ. Bà lão vẫn nằn nặc nài ép, lại nói nếu con biết nghĩ đến mẹ già, càng phải sớm lo bề gia thất. Mai kia gặp lại, có cháu nội ẩm bồng. Chẳng phải mẹ con sẽ vui mừng lắm sao? Nếu con trì hoãn việc này, đến lúc mẹ con trăm tuổi, vẫn chưa biết mặt con dâu, chưa được thấy tông đường có người nối giỏi, chẳng hóa ra là bất hiếu lắm hay sao? Bây giờ chàng Phan Thanh Quý hết đường chống chế, đành phải nói thật. Thưa mẹ, chuyện lương duyên của con vốn lẽ ra đã định từ năm trước. Lúc con tình cờ gặp được nàng Tiêu Bích Hà tại chùa Hưng Duyên, chúng con đã có lời hẹn ước. Do hoàn cảnh trớ trêu bất ngờ, nên phải bặt đường tin tức nhưng dù sao con cũng không nỡ phụ nàng bà lão nghe chàng nói gật gật đầu ra chiều thông cảm rồi không nói thêm gì nữa từ lúc bà lão nhắc chuyện lương duyên khiến chàng chạnh lòng nhớ đến người xưa trong lòng ngổn ngang trăm mối chẳng biết đến bao giờ mới có thể về lại quê xưa phần nhớ thương lo lắng cho mẹ già phần băn khoăn không biết người xưa giờ đã thế nào trở lại nơi quê hương của chàng phan thanh quý sau khi mẹ chàng sai con đi linh lăng tìm cậu chờ mãi không thấy trở về cũng không nghe tin tức ngày nào bà cũng lo lắng, thắp hương cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, xin cho mẹ con được gặp lại nhau. Không bao lâu thì giặc giả nổi lên khắp chốn, chúng cướp bóc, giết hại dân lành, đốt phá làng mạc, không một ngày nào còn được yên ổn. Bà con sớm làng lũ lượt rủ nhau chạy trốn giặc nhưng cũng chẳng biết chạy về đâu thật đáng thương thay cho tình cảnh của những người dân nghèo trong cơn biến loạn bà mẹ phan thanh quý cũng không thể một mình ở lại xóm làng đành phải gắng gượng lê tấm thân già yếu cố sức chạy theo mọi người bà chạy từ trưa đến gần tối Đế ngã nhiều lần sức cùng lực kiệt không thể nào theo kịp mọi người được nữa đành nằm nghĩ lại dưới một gốc cây bên đường miệng vẫn không ngừng trì niệm danh hiệu Bồ Tát quán Thế Âm cầu ngài cứu khổ cứu nạn trời vừa sụp tối bà đang lo lắng giữa cảnh núi rừng cô tịch thì bỗng thấy có một bà già cũng đang băng đường chạy đến nhìn thấy bà bà lão kia nói trời đã tối rồi sao bà vẫn còn ở đây nếu không biết chỗ nghỉ thì mau đi theo tôi tôi biết có một nơi có thể nghỉ tạm qua đêm bà lão ấy nói rồi nắm lấy tay bà dắt đi mỗi lúc một nhanh mà bà cũng không hiểu sao mình lại vẫn thấy khỏe khoắn lạ thường bước đi nhẹ như lướt trên mây gió chẳng mấy chốc mà ước chừng đã vượt qua cả mấy chục dặm đường họ cứ thế mà băng đường đi tới nhắc lại việc nàng tiêu bích hà từ khi gặp chàng Phan Thanh Quý tại chùa Hưng Duyên. Về nhà được mấy hôm thì cha nàng bất ngờ lâm bệnh qua đời. Cảnh nhà rối rắm, đôi da gầy của nàng phải gánh chịu bao nỗi lo toan, lại thêm buồn đau thương nhớ. Thật là một cảnh thảm thương, không bút nào tả xiết. Lần hồi rồi việc nhà cũng tạm được yên nhưng nhớ lại mối duyên kỳ ngộ nơi chùa hưng duyên nàng luôn băn khoăn tự hỏi không biết người xưa có nhớ đến mình hay không sao từ lúc chia tay đến nay vẫn biệt vô âm tính nàng không khỏi đêm ngày thầm thương trộm nhớ đã hơn một năm qua vẫn chưa quay lãng được đã dạy những công tử quyền quý khắp dùng vì say mê nhan sắc của nàng nên liên tục cậy người mai mối tới dạm hỏi. Mẹ nàng thấy con đã đến tuổi trưởng thành nhiều lần dục nàng hãy chọn lấy một nơi. Nhưng lúc nào nàng cũng lựa lời từ chối. Diện cớ là chưa thấy ai thích hợp với mình một hôm có tên trương thủ hùng là con nhà giàu có ở làng bên đã nhiều lần cậy người mối mai mà không được biết là khó được nàng ưng thuận nên liền lập kế đem tiền của mua chuộc người bác của nàng là tiêu nhượng nghĩa lừa ông này cùng chúng đến nhà nàng gọi cửa vào ban đêm mẹ nàng nghe tiếng ông tiêu nhượng nghĩa liền bảo con dậy ra mở cửa cho bác vào ngờ đâu bè đảng trương thủ hùng đã chuẩn bị sẵn kiệu nhẹ bốn người khiêng nàng vừa mở cửa thì chúng lập tức xông đến bắt lấy nàng đưa lên kiệu khóa cửa lại rồi ào ào khiêng chạy như bay mẹ nàng chẳng biết vì sao con mình bị bắt nên nhào lăn khóc lóc còn nàng ở trong kiệu dãy dụa kêu cứu nhưng mấy tên bất lương vẫn cứ thẳng đường mà chạy không đếm xỉa gì đến tiếng kêu khóc của nàng không ngờ trời xanh có mắt chẳng giúp kẻ gian manh mấy tên lưu manh này vốn là bọn đầu trộm đuôi cướp được Trương Thủ Hùng tìm thuê từ xa đến, nên không rành đường xá trong dùng. Trương Thủ Hùng đã chỉ đường cho bọn chúng, bảo chúng khiên chạy chừng một canh giờ thì sẽ gặp người đón đường đưa về nhà hắn và nhận tiền thù lao. Nhưng phần gì trời tối, phần gì bọn chúng hốt hoảng, sợ người đuổi theo nên mắt nhắm mắt mở. Thế nào lại chẳng nhìn thấy chỗ ngã ba trẻ về nhà trương thủ hùng. Cứ một lèo theo đường lớn chạy riết. Chạy đến lúc trời đã sáng rõ mà không thấy ai ra đón cả. Bọn chúng không biết tính sao, đành hạ kiệu xuống để bên lề đường rồi kéo nhau bỏ đi mất. Mấy hôm sau, chúng tìm đến gần nhà trương thủ hùng rình rập đợi lúc tên này vừa đi chơi về gần tối thì nện cho một trận thiếu sống thừa chết để rửa mối hận bắt bọn chúng khiên kiệu chạy suốt đêm mà chẳng được gì quả thật là làm ác gặp ác đáng đời cho tên công tử nhà giàu gian manh háo sắc buổi sáng hôm ấy chàng phan thanh quý tâm trạng không vui nên bước ra ngoài dạo chơi một lát chẳng biết thế nào lại vui chân đi mãi theo con đường trước nhà một quãng khá xa đến lúc chàng vừa định quay về thì bỗng nghe có tiếng người khóc than văng chẳng từ xa vọng đến chàng liền theo hướng ấy mà tìm đến liền nhìn thấy một chiếc kiệu đặt bên đường cửa khóa chặt có tiếng một người con gái than khóc vọng ra từ trong ấy nhìn quanh nhìn quất lại chẳng thấy người khiêng kiệu đâu cả thấy lạ phan thanh quý liền bước đến sát bên rồi lên tiếng hỏi cô nương con cái nhà ai vì sao kiệu bỏ ở đây lại không có người khiêng, hay có chuyện gì không may đã xảy ra chăng? Cô gái nghe tiếng người hỏi thì nín bặt một lúc, rồi lên tiếng hỏi lại. Chàng là ai? Nghe câu hỏi của chàng thì xem ra chắc không thuộc bọn người đã bắt tôi đến đây. Nếu quả đúng như vậy thì xin ra ơn cứu giúp đưa tôi về nhà. Chàng Phan Thanh Quý vừa nghe tiếng nói, bỗng như bụng rủng cả tay chân. Tim đập liên hồi thình thịch. Đúng là giọng oanh vàng thỏ thẻ ngày xưa. Dù xa cách mấy năm, nhưng chàng chưa lúc nào quên được. Chàng đánh bạo hỏi thẳng. Trời ơi, có phải là cô nương tiêu bích hà đó chăng? nàng nghe giọng nói cũng đã nhận ra là quen thuộc nhưng còn e dè chưa dám chội trả liền hỏi lại người là ai sao lại biết tên tôi phan thanh quý mừng rỡ kêu lên đúng là cô nương rồi cô nương không nhớ lúc gặp nhau nơi sân chùa hưng duyên năm xưa đó sao đôi bên nhận biết được nhau, mừng mừng tuổi tuổi. Chàng Phan Thanh Quý lập tức phá kiệu, cho cô ra ngoài, lại đưa về nhà để giới thiệu với bà mẹ nuôi của mình. Nhưng hai người về nhà thì không thấy bà cụ đâu cả. Chàng Phan Thanh Quý mời nàng ngồi nghỉ một lát trong gian nhà tranh. Rồi nhân dịp đó, hai bên cùng kể lễ tâm sự, những nỗi nhớ nhung, mong chờ trong mấy năm qua. Khi hiểu ra được những trắc trở của nhau, đôi bên càng thêm yêu quý, kính mến lẫn nhau, mối duyên kỳ ngộ, bỗng chốc trở nên nồng nàn tha thiết hơn cả buổi ban đầu. Đang lúc vui chuyện chợt nghe có tiếng người nói lớn trước sân. Nhà này có thể nương náo được. Bà hãy vào nghỉ lại ở đây. Tôi còn có việc phải đi. Phan Thanh Quý nghe vậy, liền mở cửa bước ra xem. Ô kìa, một bà lão gầy ốm đang đứng trước sân, thân hình tiều tụy, dáng người khắc khổ. Nhìn kỹ, hóa ra chính là mẹ ruột của chàng chàng mừng quá chạy bay ra ôm chầm lấy mẹ rồi òa khóc mẹ ơi con quả thật là đứa con bất hiếu bỏ mẹ mà đi suốt mấy năm nay nhưng sao mẹ lại đến được nơi này bà mẹ chàng cũng mừng vui nghẹn ngào không nói được nên lời hồi lâu mới lắp bắp nói đúng là Bồ Tát ra ơn cứu độ. Mẹ đang trên đường chạy giặt, gặp một bà già dắt mẹ cùng đi. Bà ấy đưa mẹ đi suốt đêm qua, sáng nay thì đến đây, lại bỏ mẹ ở đây mà đi mất rồi. Chàng Phan Thanh Quý dội hỏi xem bà lão ấy dung mạo thế nào. Mẹ chàng vừa tả lại, chàng nhận biết ngay đó là bà mẹ nuôi của mình chàng vội chạy khắp quanh nhà tìm kiếm không còn thấy mẹ nuôi đâu cả đến đây thì cả hai mẹ con đều hiểu ra mọi chuyện tin chắc rằng suốt mấy năm qua họ đã luôn được bồ tát quán thế âm âm thầm gia hộ che chở kể ra cũng thật lạ kỳ từ quê chàng phan thanh quý đi đến nơi đây đường xa dịu dợi chỉ ít cũng mất cả tháng trời vậy mà bà lão kia nắm tay mẹ chàng dắt đi chỉ qua một đêm thì đến lại nữa mấy tên lưu manh khiên kiệu chẳng biết đường xá chỉ nhắm mắt đi bừa cả đêm chẳng hiểu sao lại đưa được nàng tiêu bích hà đến đúng chốn này quả thật là hữu thành tất ứng. Nhờ có sự nguyện cầu tha thiết, thành khẩn, nên cảm ứng được mọi sự tốt lành như thế. Hôm sau, Phan Thanh Quý lập tức mượn thêm mấy người hàng xóm, cùng khiên kiệu đưa Tiêu Bích Hà trở về nhà, đồng thời mang lễ vật đến xin hỏi cưới nàng trải qua sự việc kinh hoàng con gái bị cướp đi bà mẹ nàng tiêu bích hà không hỏi han gì nhiều nữa lập tức gật đầu ưng thuận chỉ mong nàng có nơi gửi gắm có chỗ yên thân để không còn bị bọn lưu manh côn đồ dòm ngó nữa thế là bà lý thị nhanh chóng thu xếp tổ chức lễ cưới ngay cho con trai. Buổi lễ, tuy chẳng có trà lan, rượu cúc, đũa ngà chén ngọc như các đám sang giàu, nhưng người trong xóm đến dự rất đông, vì hầu như ai cũng có con em được Phan Thanh Quý hết lòng dạy dỗ. Thật là một mối duyên lành, người người đến dự đều mừng thay cho họ, cùng nhau hoan hỷ chuyện trò, nói cười vui vẻ. Từ đó về sau, mẹ con sum dày, chồng vợ hòa thuận. Năm sau, nàng Bích Hà sinh được một đứa con trai, diện mạo khôi ngô, giống tạc như cha. Sau đó, chàng Phan Thanh Quý thi đậu cử nhân, ra làm quan xây dựng nhà cửa thênh thang, giàu sang, vinh hiển. Vinh hiển. Hiển dinh Hiển dinh Hiển dinh Hiển dinh Hiển